Hãng NHK dẫn thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, bốn tàu của Trung Quốc đã lần lượt tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp trong sáng mùng 5 tháng 1 tại khu vực đảo Uochuri thuộc quần đảo Senkaku hay là Điếu Ngư theo cách gọi của Bắc Kinh. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu các tàu này lập tức rời khỏi vùng biển trên và đang tiếp tục các hoạt động cảnh giới. Đây là lần đầu tiên các tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng biển quanh khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư kể từ đầu năm 2019. Trong năm ngoái, các tàu Trung Quốc có 19 lần đi vào khu vực này.